Hello, phải chào tất cả anh em kênh của mình Dân Cày TV. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm về anime Champion Simulator phần thứ 3. Là phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi follow game 100. Bao nhiêu DPS để đi được follow game 100, cũng như là mình sẽ hướng dẫn các bạn để cày được tem drop như mình. Không phải như mình, nó cái gọi là sao ta, tương tự tem drop thôi anh em. Đó, anh em mình thấy drop mình không? Rất là ngon ha. Thiếp với collector, mình sẽ thiếp collector thôi chứ mình không roll ra thiếp được, để ý luôn á, mình không thể nào roll ra thiếp được, khá là xui, không biết xui hơn nữa. Thì hiện tại mình có 4.172 cái Slayer medal, tức nghĩa là mình có thể roll được 1.000 cái 1.000 lần anh em đó. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm cũng như là cách nào để các bạn bro hơn. Rồi thì đầu tiên, nếu các bạn muốn kiếm được tem drop như mình á, thì đầu tiên là các bạn phải đi ra liên tục. Thì ra bây giờ nếu mình đi á, mình đi có thể đi hot luôn, mình có thể đi hot. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, các bạn nên đi gọi là medium hay easy thôi. Mình cũng đi medium hay easy mà anh em, tại vì medium hay easy á, nó không ra nhiều bằng, nó không ra cái mảnh này nhiều bằng cái hot. Nhưng mà bù lại một cái á, nó có thể cho anh em được nhiều, đi được nhiều lần hơn. Đó, thì mình cũng có cái cách chia thế này, nhưng mà có gì mình sẽ nói sâu cho anh em dễ hiểu. Nhưng mà cái này video lần này mình hướng dẫn anh em cày thôi. Lúc này anh em chưa cần treo đúng không? Hiện tại thì mình cũng đã cần treo rồi anh em. Để mình lấy mấy cái con mi thiết kia rồi, mình bỏ vô cho cái kia. Rồi, mình bỏ vô cái này nè. Đây, mình bỏ vô cái này, nó cho lấy được mấy cái mảnh này ha. Thì không biết cách biết á, cái con cách biết cái con nào ta. Lúc thì vẫn có 4 con ha. Lúc thì mình chưa có đa dạng cho lắm. À, có biết là khác nữa hả? Ui, căng mấy nhờ. Được á. Rồi, thì trước khi mà các bạn đến với đó thì mình sẽ nói về Unix sơ sơ. Thì Unix á, nó sẽ có hai dạng. Đây, dạng 1 của nó là dạng gọi là God. Ê, dạng 1 là dạng bình thường, dạng 2 là dạng God. Mình sẽ cho so sánh đam cho anh em xem nha. Đây, con này có Black Hole. Con này không có, nhưng mà con này nhiều đam hơn. Anh em thấy để ý không? Cái đam có Black Hole nhưng 1.5. Nó cũng y chang massive nhau thôi, nhưng mà em thấy không? Đó, nó sẽ khác nha. Thằng này là 860, người này thì là 1.3. Talon thì cứ edit hết thôi. Đây, đó, cái số lượng đam vẫn bằng nhau nha, 99 có thể 98, bởi vì không chứ còn thua nữa. Nhưng mà con này lại đam cao, tại vì con này nó có cái gót đó nè, cái con 1.3 đâu rồi, rớt mục tiêu rồi nè. Nó có cái phần gót á, anh em thấy không? Đó, phần gót của nó nè, nó cái dấu hiệu trên đây, để mình xem thôi. Hôm qua giờ mình mở ra con nào không, giờ mò là chết luôn á, mò lâu lắm, tại vì con đó nó lâu lâu kiểu như shiny á anh em, nó dạng như shiny vậy đó. Mình xem thử nó nằm đây không. Không có rồi. À đây, con còn đây, đúng một con, 100 con đúng một con ra nha. Rất là gọi là may mắn khi mà anh em ra được con này. Con này là kiểu là tỷ lệ nó rất là thấp, nó không biết nó mạnh ngang Cosmic luôn nè, phải không? Xem thử thôi. 56, con này là 10. Tạo nha, bây giờ mình up mình thử nha. Cái số lượng đam của nó có bằng con Cosmic hay không? Mình xem thử. Bỏ Talon này, sau đó thì roll cái này thôi. 37 đi ha. 37 13 ca đam. 37 13 ca đam của này là 56 lận. Roll tiếp đi. Roll còn 50% á. Đẹp. 50% mà đẹp. 40 nè, 40 vẫn chưa có thay đổi gì số lượng đam lắm. 2 luôn này, ác lắm á. 41 này cũng không thay đổi về số lượng đam luôn. Để mình xem, mình test thử cho anh em xem cái con Cosmic này nó mạnh ngang con ấy lộn, cái con God này có mạnh ngang con Cosmic không ha. 43 này, 43 nó vẫn không khá khẩm, nó vẫn không lên đam. 72 14 ca đam hả? Mình xem cái con này khi mình roll ra 72 này hả, xem sao. Là 65 nè. Vậy là cái con có Cosmic nó hơn cái con God này ha. Nhưng mà mình nghĩ anh em xài con God này vẫn hợp lý hơn, tại vì Cosmic nó hơi hiếm, cực kỳ hiếm luôn, đúng không? Anh em xài con God này thì nó sẽ tuyệt vời cho anh em. Nè, thấy không? Đó, hay gì anh em xài Cosmic nó hơi bị hiếm, anh em xài CSU con God thôi, nó cũng gọi là gần như là ngang bằng thôi, nó gần ngang bằng thôi chứ không ngang bằng lắm ha. Rồi, thì nếu mà đội hình chính của mình hiện tại á, là không phải full tem drop thế này đâu. Anh em để ý nha, không phải full thế này, mà mình sẽ chọn những con main. Mình sẽ chọn những con main như thế này. Đây,
đó, cứ bòi vô đâm cho full mythic thôi chứ không cần nhiều. Rồi ba con men này mình đâm chính ha, và thêm vài con này nữa, vài con này nè, snake men nè, 910 đam nè, 780k đam nè, 780k đam là hơn mấy con rob này rồi đúng không, xem thử đó, nó hơn mấy con này rồi, 700 mấy đam nó hơn rồi, cho nên là mình cứ xài mấy con này vô thôi đấy. DPC mình sẽ rất là mạnh, cái skill là DPS mình rất là mạnh. Rồi còn con nào nữa không, Bob Star này 650 đam nó hơn mấy con này rồi, mình bỏ vô luôn đó. Rồi đội hình chính của mình vô đây thôi, mình định là bui full luôn những con men như thế này đó, để cho cái việc là mình sẽ tăng đam nhiều hơn nữa, nó được như vậy. Đó là cách để mình kiếm cái rai ha. Thì kiếm drop thì chỉ cần lấy, cứ lấy lúc đầu đem cứ lấy collect tình 3 thôi, sau đó anh em lấy thiếp sau đó rồi bắt đầu anh em đi lấy cái xác, rồi anh em quay hơi tốn thời gian nha, quay thì hơi tốn thời gian, thường là cái kia bình thường mà quay là tốn thời gian nhất. Cái nào đo rồi mình ghi lứt ha, cái này chắc mình chơi drop luôn quá chứ ra thiếp rồi nè, cái lứt 3 làm gì nữa. Mình sẽ lấy collect tình 3 hoặc là drop. Rồi thì còn phần về muốn kiếm cosmic á, với cái cosmic thì chúng ta chỉ cần quay trứng thôi, nó tự tự vô secret vậy anh em. Thì cosmic không biết có shiny không, gọi là god hay không á thì mình không biết, nhưng mà mình thấy god nó cũng bằng con cosmic, nên mình cứ quay thôi, cứ quay liên tục thôi, chừng nào nó ra được cho mình cosmic ngon ngon thì mình cứ lấy. Hình như có cosmic nó làm cho cái con 100% luôn á, con nó ngon vãi, con nó thì nó kiểu là các bạn không cần nâng gì hết, các bạn cứ để đó thôi, có con chắc là luôn meta hay sao. Hình như là quay trong bay đúng không, mi hát này như 100% nè, đó con này là 80% nè, 80-90 gì đó, khá là tuyệt vời á. Rồi có bạn nói là quýnh 20 con kia nó vẫn không qua được hả, là bạn phải nhận nhiệm vụ nha. Và nó thật, cái này là mình lúc đầu đó mình chỉ mẹo cho anh em thôi, là do là lúc mình nó chưa mở cửa, tự nhiên mình nhận 20 robot đó, mình đi farm từ từ nó tự ra. Thì bây giờ các bạn cứ nhận nhiệm vụ thôi, đây nhiệm vụ có on mai á, như mình hết hẹn như sao rồi đó, không biết còn nhiệm vụ gì không, nhưng mình hết nhiệm vụ luôn rồi anh em. Mình xem vô đây nè, bữa còn một nhiệm vụ mà ta sao chưa nhận nữa, 985 trứng mình sắp được mở thêm được một trứng nữa ha, khá là ngon. Thì game pass anh em cần thiết cho anh em, có một bạn hỏi là chắc chắn là hai quýt rồi, hai quýt auto attack ít hai xếp và thêm nữa là fast open. Cái multi open này anh em cũng cần cũng được, nhưng mà nó mình thấy nó cũng bình thường, kiểu là các bạn muốn mà có biết nhanh á thì các bạn hãy dùng cái đó, còn không thì thôi thoải mái lắm nè. Thậm chí cái lúc mình mới mua có một cái à, lúc cũng có con cái à, mình chưa full game pass nha, mình còn thiếu hai game pass nữa là cái multi open và là super lúc. Thì chắc nếu lựa chọn hai này mình chọn super lúc trước, tại multi open nó quay cũng vậy thôi. Cosmic là từ là 1/1,000,000 tùy số lúc của anh em nha, thí dụ mình 5 lúc là nó thành 1/200,000 đó, kiểu vậy đó. Nói chung thì không biết trên là nó chỉ là bao nhiêu mà các bạn cứ quay ra thôi. Đó thì đó là toàn bộ ngày hôm nay rồi. Thì tổng hợp cho các bạn á, các bạn cứ kiểu là như cày như bình thường thôi. Sau đó các bạn đem quên 100 á, các bạn đem khoảng 3 comment như này. Thấy không? Là hình mình lớn vào đi 100 á là 3 comment như này ha. 1 2 3. Và sau đó thì mình sẽ dùng con Snake Man, Boss Star và Handyman, nói chung là hai Boss Star, một Snake Guy và một Handyman để mình đi được cái 100 ha. Và có một cái lưu ý nữa, khi bạn bật skill này lên á, DPS sẽ tăng lên, nhưng bù lại những con quái có thể bị hồi máu ha, mình để ý luôn á. Thì cái DPS mà theo mình nghĩ mà đi được á, thì chắc khoảng 20 triệu, trên 20 triệu, và nếu mà không có skill thì chắc khoảng là 8-9 triệu ha. Đó là cái DPS mình nghĩ là đi được 100. Rồi ok, bye bye, và chúc anh em có ngày vui vẻ. Nếu như anh em thích video này hãy comment với cho mình, và anh em cần có câu hỏi gì anime champion nữa thì anh em cứ comment bên dưới ha, và hẹn gặp lại cho anh em những cái số sau.